Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về một đôi loa full 30 chuyên lời. Cấu hình này nếu anh em chơi gia đình ghép vào các dòng loa gia đình bổ trợ thêm giúp cho em. Tiếng hát của nó rất nhẹ và sáng tiếng. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về linh kiện. Các bác có thể là mua bát, tép, phân tần, vỏ thùng về để dựng loa. Đây là một cấu hình hoàn thiện thùng cân vát về phía bên trong. Thùng này là thùng JBL712C. Cấu hình thùng này của nó rất là nhỏ gọn và đẹp. Các bác ở đây là cái keo nha. Tí nữa em phải lấy cái nước cho em lau. Đấy, các bác đừng tưởng là gì cả. Lưới cam bằng sắt và được dàn chống bụi. Tem của nó màu bạc. Thùng của nó quá là đẹp luôn. Và thùng cân về phía bên trong. Dựng với mẫu leo thì các bác lưu ý cho em, leo nó sẽ chuyên về tiếng ca. Nó là hàng cao cấp rồi, hát rất sáng và nhẹ. Nhưng một điều là khi các bác chơi thì hãy bổ trợ thêm giúp cho em. Riêng tất cả các dòng loa full, nếu mà hát karaoke nhiều thì loa nào thì cũng phải bổ trợ thêm giúp, thì nó sẽ là uy lực và nó có cái tiếng nó sẽ hay hơn, dày trống hơn. Vì loa full thì bao giờ nó cũng hay thiên về lời là nhiều. Đấy. Đây là mẫu tép leo mới của JBL. Và cái mẫu này là tép leo liền khối. Loại này đẹp các bác nhé. Chạm của nó là chạm cài. Khi các bác mua tép em sẽ tặng cài cho tất cả các bác. Cốc nhôm, côn dây dẹp, hai ống thông hơi hai bên, phễu của nó vuông và thùng đều được chôn ren. Còn mẫu bát thì là bát 30 giờ xếp mẫu mới. Đấy, tép mẫu mới, bát giờ xếp mẫu mới. Đít của nó có đôi 4, 6, 8 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Đít củ màu trắng và leo của nó là leo liền khối. Xương của nó đẹp không? Các bác nhìn quái xương nó cực kỳ đẹp, hầm hố. Bát 30 neo giờ xếp côn 76. Côn 76 các bác nha. Chuyên về giải ca, dòng này đi nắp a dây sự kiện đánh tiếng ca cực kỳ tốt và khỏe. Màng sơn dầu bóng, gân vải tẩm dầu 2 gân. Thùng chôn ren, bên trong thì dựng với mẫu phân tần BL2 đánh hai chở nhôm màu tím và có bóng cô chì để chống cháy. Đấy, dòng này thì dùng gia đình các bác nhé, dùng gia đình cực kỳ tuyệt vời. Còn các bác nào mà thích làm sự kiện mà làm loa monitor thì em sẽ dựng với cả tép neo côn 75 để phân tần khác cho tất cả các bác. Còn đây là dùng gia đình, em chỉ ghép tép với tép côn 44 thôi. Đấy, thì hôm nay thì em giới thiệu về tép này, bát này, vỏ thùng này, phân tần này. Ở trong cái loa này sẽ có 4 linh kiện. Thì các bác nào mà có nhu cầu, ví dụ như thay phân tần, thay loa bát, thay check kèn, thì hãy liên hệ cho em để em nhận đơn và gửi hàng qua đường bưu điện và nhận hàng được kiểm tra, thanh toán. Cấu hình loa thành phẩm này mà dựng một đôi này thì của nó có giá là 7,1 triệu đôi này. Nên các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm linh kiện của bên em thì hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn các bác trong các cái clip mới nhất nha.